Tha kẻ con nợ chúng con, xin cho để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Phúc lê Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Chung Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Con cậy vì danh Chúa nhân từ cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ cùng. Amen. Lạy Chúa, chúng con dâng lên Chúa những lời cầu nguyện này như sợi dây thân ai nối kết anh chị em trong cùng một giáo xứ, để chúng con tôn kính Chúa và đem ơn cứu độ cho các linh hồn. Chúng con cảm tạ Chúa vì hôm nay Chúa ban cho chúng con được bình an và ngày mai được tràn đầy hy vọng. Nơi quê hương thân yêu này, chúng con được sức khỏe dồi dào, khí hậu tốt lành và sự giúp đỡ ân cần của mọi người.
xin ban cho mọi gia đình chúng con hòa thuận thương yêu và thao hiếu kinh nhường. Xin ban cho các gia trường lên chứng nhân của Chúa trong mọi môi trường sinh hoạt. Xin ban cho các bà mẹ đem hết tình thương phục vụ gia đình và xã hội. Xin ban cho thanh niên được vững tin, cho thiếu nữ được trong sạch, cho người già cả được nâng đỡ, cho kẻ đau yêu bệnh tật được an ủi, cho người xa cách được đoàn tụ. Lạy Chúa, xin thanh tẩy tâm trí chúng con khỏi những mưu mô bất chính. Xin cho chúng con ân sống và can đảm để chịu đựng và nhẫn nại. Xin ban sức mạnh để khắc phục khó khăn, bình tĩnh trong nguy khôn, vui mừng trong thử thách, hòa nhã trong tức giận, trong lam lũ. Xin giữ lại nơi chúng con những người bạn thân và dập tắt mọi oán thù. Sau hết, xin Chúa ban cho mọi người được nghe tiếng Chúa gọi và trở về với Chúa, để chúng con thờ phượng và yêu mến Chúa ở đời này và trên nước Chúa được hưởng hạnh phúc muôn đời. Amen. Thông trong thánh lễ sáng nay, chúng ta cầu nguyện xin Chúa ban ơn cho người, cho mọi người chuẩn bị tinh thần sống tuần thánh sốt sắng. Xin Chúa ban cho cha xứ Thánh Tuân sức khỏe. Xin tạ ơn Chúa Đức Mẹ Thánh Giuse. Xin Chúa thương đến người dân Ukraine đang phải hứng chịu chiến tranh, và xin cho hòa bình trên thế giới được đến với muôn người. Xin Chúa tha thứ những người tội lỗi và xin ơn hoán cải cho người thân. Xin ơn cho chồng đi làm xa bình an. Xin Chúa an ủi những người đang đau khổ. Cầu cho linh hồn Maria Nguyễn Thị Thơm, linh hồn Teresa Maria, các linh hồn ông bà cha mẹ tổ tiên, các linh hồn mồ côi, các linh hồn thai nhi, các linh hồn qua đời vì dịch tễ và chiến tranh, cũng như các linh hồn các tu sĩ, các linh mục. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Anh chị em, chúng ta nài xin ơn Chúa tha thứ tội lỗi. Hôm nay chúng ta bước vào ngày thứ hai của tuần thánh. Ngày hôm qua, ngày đầu tiên chúng ta khai mạc và chúng ta tiếp tục sống trong tuần thánh, là tuần dõi theo bước chân của Chúa Kitô để cùng chấp nhận chịu thương khó với người. Anh chị em ăn năn thống hối tội lỗi xin ơn tha thứ. Đồng thời chúng ta không quên cầu nguyện cho những tín hữu đã qua đời. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng, tôi đã phạm tôi nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàn. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em không cầu cho tôi trước Hòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, loài người chúng con quả yếu đuối đã gục ngã thảm thương, nhưng vì Đức Kitô con Chúa đã chịu khổ hình, xin cho chúng con được trỗi dậy và tìm lại được sức sống. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Bài trích sách tiên tri Isaiah. Này là tôi tớ ta mà ta nâng đỡ, là người ta tuyển chọn, ta hài lòng về người. Ta ban thần trí ta trên người, người sẽ xét xử chư dân, người sẽ không lớn tiếng, không thiên vị ai, không ai nghe tiếng người ở công trường. Người không bẻ gãy cây lau bị dập, không dập tắt tim đèn còn khói. Người sẽ xét xử trong công lý, người sẽ không buồn phiền, không nao núng, cho đến khi đặt công lý trên mặt đất. Vì các đảo mong đợi lề luật người, Chúa là Thiên Chúa đã phân phán như thế. Người là đấng đã tác tạo và rộng mở các tầng trời, đã củng cố mặt đất và các sản phẩm của nó, đã ban hơi thở cho dân sống trên mặt đất và ban sức mạnh cho những kẻ trên đó. Ta là Chúa, ta đã gọi con trong công lý, đã cầm tay con, đã gìn giữ con và đặt con thành giao ước của dân và nên ánh sáng của chư dân, để con mở mắt cho người mù, đưa ra khỏi tù những người bị xiềng xích, đưa ra khỏi ngục những người ngồi trong tối tăm. Đó là lời Chúa. Chúa là sự sáng và là đấng cứu độ tôi. Chúa là sự sáng và là đấng cứu độ tôi. Chúa là sự sáng, là đấng cứu độ tôi, sợ chi ai. Chúa là đấng phù trợ đời tôi,
tôi sợ gì ai. Chúa là sự sống và là đấng cứu độ tôi. Khi những đứa ác xông vào để xả thịt tôi, bọn thù ghét tôi sẽ siêu tiêu và ngã gục. Trai đề hại tôi, lòng tôi sẽ không kinh hãi. Nếu thiên hạ gây chiến với tôi vẫn tự tin. Chúa là sự sống và là đấng cứu tôi. Tôi tin rằng tôi sẽ được nhìn xem những ơn lành của Chúa trong cõi nhân sinh. Hãy chờ đợi Chúa, hãy sống can trường, hãy phấn khởi tâm hồn và chờ đợi Chúa. Chúa là sự sống và là đấng cứu độ. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Sáu ngày trước lễ vượt qua, Chúa Giêsu đến làng Bethania nơi Lazaro đã chết được người cho sống lại. Tại đây người ta dọn bữa cho người ăn, Marta hầu bàn, còn Lazaro cũng là một trong những kẻ đồng bàn với người. Bấy giờ Maria lấy một cân dầu thơm, dầu cam tùng hảo hạng, và xước chân Chúa Giêsu rồi lấy tóc mình mà lau. Hương thơm tỏa đầy nhà. Một môn đệ là Juda Iscario, kẻ sẽ phản nộp người, liền nói: sao không bán dầu thơm đó lấy 300 đồng mà cho người nghèo khó? Hắn nói thế không phải vì lo lắng cho người nghèo khó đâu, mà vì hắn là tên trộm cắp lại được giữ túi tiền, nên bớt xén các khoản tiền người ta bỏ vào đó. Vậy Chúa Giêsu nói: hãy để mặc cô ấy làm công việc chỉ về ngày tán xác ta, vì các ngươi sẽ có người nghèo luôn bên cạnh các ngươi, còn ta, các ngươi sẽ không gặp ta mãi đâu. Có đám đông người Do Thái biết người đang ở đó nên tuôn đến, không những vì Chúa Giêsu mà còn để thấy Lazaro, kẻ đã chết được người cho sống lại. Thế là các thượng tế quyết định giết luôn cả Lazaro, vì tại ông mà nhiều người Do Thái đã bỏ họ vì tin theo Chúa Giêsu. Đó là lời Chúa. Anh chị em thân mến, dù gì thì tôi cũng đang trong trách vụ của một nhà lãnh đạo, và không chỉ một nhà lãnh đạo trong một vài thời gian ngắn nào, mà từ ngày làm linh mục tới bây giờ, từ cha phó cho đến cha sở, cộng lại thì cũng đã hơn 21 năm, gần 22 năm. Và càng ngày tôi càng xác tín một điều này, dựa trên chính tấm gương của Chúa Giêsu,
càng ngày càng xác tín mình đúng một điều này, đó là khi mình sống, mình chấp nhận có những lúc phải thua thiệt bản thân, để mặc dù có những đổ vỡ nào đó mà sự thông cảm của mình dành cho cái đổ vỡ đó thì nó sẽ bớt đổ vỡ, nó sẽ bớt tệ hơn. Và từ đó phải biết rằng sự hy sinh của mình là nhiều lắm. Chúa Giêsu đấng là Thiên Chúa làm người luôn luôn sống trong chân lý này. Con người có tội, nhưng không phải vì thế mà Chúa bắt họ phải đi đến cùng của con đường mà họ phải trở về với Chúa. Không phải một mình Chúa Giêsu mà đường lối của Thiên Chúa từ xưa cũng đã chứng minh điều đó. Từ khi tổ tông chúng ta phạm tội cho đến giờ phút này, từng người trong anh em chúng ta cũng đầy những lỗi lầm, thì Thiên Chúa vẫn một chương trình duy nhất, đó là cảm thông, đó là tha thứ, đó là không đánh phạt cho tới cùng. Có những lúc đánh phạt nhưng không phải là trừng trị cho tới cùng. Vì thế thưa anh chị em, tôi rút ra được bài học ấy. Với công việc lãnh đạo của mình không dám nói là mình giống Chúa, nhưng mà từ nơi Chúa mình cảm nhận được rằng Chúa quả thật là sự khôn ngoan của mình, Chúa quả thật là lối đường của mình, Chúa quả thật là đấng đã soi chiếu cho mình con đường đi. Mà trong phận lãnh đạo, mặc dù của kẻ tầm thường, của một con người thôi, thế nhưng nếu học được từ nơi Chúa, mình sẽ thấy điều đó không sai. Chẳng hạn, trước những đổ vỡ của những anh chị em giáo dân mà mình chẹt họ tới cùng, chắc chắn sẽ đi tới thua bại rất nhiều. Nhưng cảnh cáo họ, và ở một mức độ nào đó mình dừng lại và sẽ phải chấp nhận hy sinh trong suy nghĩ của mình, hy sinh để cảm thông. Chẳng hạn như những anh em cùng cộng tác, có lần mình biết là số tiền đó nó không đến như vậy, nhưng những người này sử dụng nó với một mức độ quá đáng. Và mình biết được như thế thì với một lời cảnh cáo, với một lời nói hay là với thái độ nào đó, và ở một mức độ đó dừng lại, thì nó sẽ còn, nó không mất. Nhưng nếu mình quyết tâm làm cho ra lẽ để đi tới cùng, chắc chắn người đó sẽ bị lỗi và sẽ lôi ra. Thế nhưng chúng ta biết rằng nó sẽ vô cùng những đổ vỡ khác. Đối với một vị giám mục lãnh đạo giáo phận cũng vậy, đứng trước một tình thế của một vấn đề nan giải nào đó, nếu Ngài quyết tâm đi đến cùng để ý của Ngài chiến thắng, sẽ thua chắc chắn. Nhưng nếu Ngài dừng lại ở một khoảng nào đó để chấp nhận nó trong một tương đối, rồi từ từ với thời gian sẽ có những cách giải quyết, chắc chắn công việc có thể gây khó khăn hơn, nó tồn tại nhiều khó khăn hơn, nhưng nó mang lại những hiệu quả. Và tôi thấy nơi chính Thiên Chúa của chúng ta, nơi Chúa Giêsu Kitô là như vậy, chịu đựng lỗi lầm của con người cho đến nỗi hy sinh mình, chứ không để chúng ta chết, không để loài người chết. Chịu đựng loài người cho đến nỗi chính Chúa giờ đây mang lại ơn cứu độ, sự tha thứ cho chúng ta, để chính người phải hy sinh đổ máu, chính người phải mất mạng sống, chính người phải hiến dâng, hoặc là Thiên Chúa đã phải hiến dâng mình nơi Chúa Giêsu Kitô, một cuộc hiến dâng đau đớn chỉ để cho loài người chúng ta tiếp tục sống, để con đường đi của loài người
vẽ ra cho mình đầy lỗi lầm, đầy thứ kiêu ngạo, đầy những thứ chống lại Thiên Chúa, thì Thiên Chúa vẫn có cách trong từ ái, trong nhân ái, trong nghĩa bọc người đã làm cho con đường đó. Dĩ nhiên nó không phải là trơn tru thánh thiện như thuở ban đầu, nhưng khi người mới tạo dựng thì nó vẫn có cách để đi về với ơn cứu độ của từng người chúng ta, của cả thế gian. Hôm nay cũng là một trong những bằng chứng ấy. Một kẻ, đúng hơn là một cô gái, được coi là cô gái làng chơi, Maria, là một kẻ nổi tiếng ở trong vùng đấy là không ra gì. Thế nhưng hôm nay với giọt nước mắt của bà, với chai dầu bà đổ lên chân Chúa, bà sức nơi thân thể của Chúa. Chúa biết chứ, Chúa biết tổng tòng tông cái người này phạm những tội gì và sống đường lối dơ bẩn ra làm sao. Nhưng Chúa chấp nhận những giọt dầu thơm đổ trên chân Chúa, và Chúa bảo rằng đó như ý chỉ cho ngày tẩn liệm chính Chúa vậy. Và hơn thế, các thượng sĩ, các thượng tế, các luật sĩ, các biệt phái đang hùa nhau lên án Chúa, và cho tới giờ phút này chỉ còn vài ngày nữa thôi là bước vào lễ vượt qua của họ, là lễ quan trọng nhất của họ đấy ở trong năm. Họ vẫn tìm cách để giết Chúa cho bằng được. Thì không phải vì thế mà Chúa chúc giữ họ, hoặc là không phải vì thế mà Chúa dành cho họ một cái tát tay nào, nhưng cuối cùng Chúa chấp nhận để chết dưới bàn tay của họ và mở ra con đường sống cho cả trần thế. Vì thế mà lời của Thượng tế Caipha nói trong lúc hội họp các công nghị của tôn giáo Do Thái giáo bây giờ, rằng một người chết thay cho toàn dân, và Chúa Giêsu chết thay cho tất cả để mang lại sự sống cho tất cả, để một mình người chịu thua bại, và một mình người trước cái chết mà chúng ta tưởng chừng như không có còn có thể gỡ được cái gì về danh dự của Chúa, thì lại là một cái chết mang lại cho chúng ta đầy hạnh phúc, đầy danh dự, đầy sự sống. Thưa anh chị em, một vài bằng chứng từ cảm nghiệm và từ kinh nghiệm của một người tuy là lãnh đạo hèn mọn với anh chị em và qua nhiều giáo xứ, đối chiếu với những điều mà Chúa Giêsu và Thiên Chúa của chúng ta đã thực hiện trong đường lối của người. Tôi dám khẳng định với anh chị em, nếu chúng ta sống, dù là ai, nếu có một chút để ngỏ cho người dưới quyền mình trở về, thì chắc chắn chúng ta sẽ thành công. Chúa Giêsu và Thiên Chúa của chúng ta luôn để ngỏ cho chúng ta có lối mà quay về. Không bao giờ người triệt tiêu đường lối của chúng ta, dẫu anh chị em và tôi tội lỗi đến mức nào đi nữa. Xuống ra tâm dịch, con nhìn mình
xin đem lòng chúng con cầu nguyện thiên linh thơ chúng con. Lạy xin dâng lên ngài biết sâu ước mơ sẽ đẹp tươi, có Chúa cho con hy vọng một đời, tình yêu sẽ lên buồn đau sẽ quên. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để Cha cùng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa là Cha nhân từ, xin đoái nhận của lễ chúng con dâng và làm cho cây thập giá sau khi hủy án phạt chúng con đem lại quả phúc trường sinh cho chúng con hưởng nhờ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên, hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúng con biết những ngày khổ nạn xin ơn cứu độ và phục sinh vinh hiển của Đức Kitô đã đến gần. Nhờ đó sự kiêu ngạo của kẻ thù xưa bị đánh bại và mầu nhiệm cứu chuộc chúng con lại được cử hành. Nhờ người đạo binh các thiên thần thờ lại uy linh Chúa, muôn đời hoan hỷ trước tôn nhang. Xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài hân hoan tung hô rằng: Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc cùng đấng ngồi đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh và muôn vật Chúa đã tạo thành đều phải ca ngợi Chúa, vì nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa Chúa chúng con, do quyền năng tác động của Chúa Thánh Thần, Chúa ban sự sống và thánh hóa mọi loài và không ngừng quy tụ một dân riêng để từ đông sang tây họ dâng lên Chúa một hiến lễ tinh tuyền. Vì vậy, lạy Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa nhờ cũng một Chúa Thánh Thần đoái thương thánh hóa của lễ chúng con dâng tiếng Chúa đây để trở nên mình và máu Đức Giêsu Kitô con Chúa Chúa chúng con, thừa lệnh người mà chúng con cử hành mầu nhiệm này. Trong đêm bị trao nộp, chính người cầm lấy bánh, tạ ơn Chúa dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội.
các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ cuộc khổ hình sinh ơn cứu độ, sự sống lại và lên trời vinh hiển của con Chúa, đồng thời mong đợi người lại đến, chúng con dâng lên Chúa hy lễ hằng sống và thánh thiện này để tạ ơn Chúa. Chúng con này xin Chúa đoái nhìn hiến lễ hội thánh dâng lên Chúa, và khi Chúa nhận, đây chính là của lễ mà Chúa muốn hiến tế để nguôi lòng Chúa. Xin cho chúng con được bổ dưỡng bởi mình và máu con Chúa, và được tràn đầy thánh thần của Người, thì trở nên một thân thể và một tinh thần trong Đức Kitô. Nguyện xin Chúa Thánh Thần làm cho chúng con trở nên của lễ muôn đời dâng tiếng Chúa, để chúng con được thừa hưởng gia nghiệp cùng với các người Chúa đã chọn, nhất là với Đức Trinh Nữ Maria Rất Thánh Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo hiển vinh, cùng với thánh Giuse Tuân, thánh Phêrô đoàn công quý và toàn thể các thánh, vì chúng con tin tưởng các ngài luôn chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con. Lạy Chúa, chúng con nguyện xin của lễ hòa giải này đem lại bình an và ơn cứu độ cho tất cả thế giới. Xin thương ban cho hội thánh Chúa trên đường lữ thứ trần gian được vững mạnh trong đức tin và đức mến, cùng với tôi tớ Chúa là Đức Giáo Hoàng Phanxicô, hai Đức Giám Mục Giuse và Phêrô chúng con, cùng toàn thể hàng giám mục, giáo sĩ khắp nơi và tất cả dân riêng Chúa. Xin Chúa thương nhậm lời cầu của gia đình mà Chúa đã muốn tụ họp trước tôn nhan Chúa đây. Lạy Cha nhân từ, xin thương đoàn tụ mọi con cái Cha đang tản mát khắp nơi về với Cha. Lạy Cha, xin nhớ đến các tôi tớ Cha là Maria, Teresa Maria mà Cha đã gọi ra khỏi đời này về với Cha. Xin ban cho kẻ đã chết như con Cha thì cũng được sống lại như người. Khi người cho xác kẻ chết sống lại từ bụi đất, và cho thân xác mọn hèn chúng con trở nên giống thân xác sáng láng của người. Xin Cha thương đến anh chị em chúng con đã ly trần và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã sống đẹp lòng Cha mà nay đã lìa cõi thế. Xin thương nhận hết thảy vào nước Cha, nơi chúng con hy vọng sẽ tới để cùng nhau tận hưởng vinh quang Cha muôn đời khi Cha lau sạch nước mắt chúng con. Vì khi được thấy tường tận Cha là Thiên Chúa chúng con, thì muôn đời chúng con sẽ trở nên giống Cha và sẽ ca ngợi Cha khôn cùng, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ Người Cha rộng ban mọi ơn lành cho thế gian. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta dám nguyên rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ca sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con
như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin oái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin oái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển tri muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Chúa, con sắp rước mình. Lạy Chúa, Giêsu Kitô Chúa chúng con mà chúng con sắp lãnh nhận, cho chúng con được sống muôn đời. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian. Phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngồi vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Xin bình thánh Chúa Kitô gìn giữ con, cho con được sống muôn đời. Xin máu thánh Chúa Kitô gìn giữ con, cho con được sống muôn đời. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ở trong phép lì thánh. Con kính mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chiều lấy Chúa trong linh hồn con. Song lẽ bởi vì bây giờ con chẳng có thể mà chiều Chúa cho thần được, thì xin Chúa nhớ vào linh hồn con cái thiêng liêng vậy. Chẳng ca gì như Chúa đã nhớ vào gần, thì con xin nắm lấy cùng mộng làm một cùng Chúa cho
Lạy Chúa, miệng chúng con vừa ước mình vào máu Chúa, xin cho chúng con tiếp nhận với tâm hồn trong sạch, và xin cho ân huệ đời này trở nên linh dược cho chúng con được sống muôn đời. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, trong lễ tạ ơn này, Chúa đã thăm viếng và thánh hóa chúng con là dân riêng của Chúa. Giờ đây xin Chúa thương ở lại mà chăm sóc giữ gìn, để chúng con không bao giờ đánh mất những hồng ân chính Chúa đã rộng ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ông cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Tạ ơn Chúa. Lạy Thiên Chúa bao ngôi toàn năng, chúng con đang họp nhau cầu nguyện. Tha thiên này xin cho con mau chấm dứt. Lạy Chúa Cha giàu lòng thương xót, xin nhìn đến nỗi gông cô của đoàn con trên khắp thế giới, đặc biệt tại những nơi dịch bệnh đang hoành hành. Xin cùng cô đơn tin của chúng con, cho chúng con hoàn toàn tin tâm vào tình yêu quan vọng của Cha. Lạy Chúa Giêsu là đấng cứu độ duy nhất, là vì lương y đầy quyền năng và lòng thương xót. Xin thương cho các bệnh nhân sống được chữa lành và an ủi các gia đình đang gặp khó khăn thử thách. Xin cho lời chúng con khiêm tốn cầu nguyện được chạm tới trái tim nhân lành của Chúa. Xin giảm bớt gánh nặng khổ đau và cho chúng con cảm nhận được bàn tay Chúa đang ân cần nâng đỡ chúng con. Lời Chúa Thánh Thần là nguồn sức mạnh tình yêu, xin soi sáng các vị hữu tranh và những người có khả năng, dù mò sớm tìm ra phương thuốc chữa trị dịch bệnh. Xin ban cho các bác sĩ và nhân viên y tế sức mạnh của tình thương và lòng nhiệt thành quang đại, luôn tận tâm tận lực phục vụ các bệnh nhân. Chúng con xin trao vào đôi tay từ mẫu của mẹ Maria những lời cầu nguyện trong cơn đại nạn, nhờ lời ơn mẹ chiến cầu. Xin Chúa nhận lời chúng con. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.